Lisa đã bắn gục người kia. Cậu dám đánh người già à? Lúc này Pennywood đang ở trong phòng cũng nhân thời cơ đánh lén thủ vệ. Chỉ vài chiêu đơn giản đã đánh gục được tất cả bọn họ. Sau khi rời khỏi phòng thì ông cũng đánh cho thủ vệ ở ngoài tan tác. Ông đánh đấm không ngừng nghỉ rồi tiến xuống căn phòng ở hầm. Người bảo vệ mới tuy rằng thân thủ nhanh nhẹn nhưng cũng không phải là đối thủ của ông. Một đấm của ông khiến cho bảo vệ bị đánh đến tơ vét. Xoay người lại, sau khi thoát khỏi nguy hiểm, cặp tình nhân trở về nhà, nhưng lại phát hiện những người bắt cóc cô bạn gái lại ở trong nhà. Chúng còn bắt cha mẹ ông làm con tin muốn lấy Thomas để trao đổi. Người phụ nữ tên Beth này lập tức tát cho cô bạn gái một cái. Xin đừng đánh tôi đánh cô thì sao? Không ngờ cô ấy nhổm dậy lại tát trả cho người đó một bàn tay còn mạnh hơn. Sau đó một trận hỗn chiến nổ ra, người mẹ nhìn thì yếu đuối thực ra lại cực kỳ lợi hại. Người cha nhìn thấy con mình bị đánh thì cầm lấy chai rượu chào hỏi bọn bắt cóc. Tên ác bá này đang bắt nạt con gái nhà lành, mà cha cô gái thì tức giận nhưng chẳng dám lên tiếng. Bởi vì cậu của Jason chính là người giàu nhất trong thị trấn. Nhưng Pennywood, người thanh niên chính nghĩa lấy tiền làm việc đường hoàng xuất hiện. Ông vừa mở miệng liền gọi cô gái là cô cưng. Jason không ngờ rằng lại có kẻ chống đối mình. Tên anh là gì? Alfred. Tôi tên Jason. Jason Ripper. Pennywood không thèm nhìn hắn ta tiếp tục gọi con gái ông chủ là cô cưng. Điều này khiến Jason tức điên lên. Anh là người ở đây sao? Đúng thế. Anh không biết tôi là ai sao? Tôi biết anh vừa có nhắc đến rồi mà. Jason Ripper. Điều này làm cho Jason tức đến mức hỏi thăm cả nhà ông. Thậm chí hắn ta còn khoe ra con dao ở eo. Nhưng Pennywood vẫn không thèm để ý hắn ta. Ông lấy ra một ly rượu đập vào mặt hắn. Sau đó chạy là thượng sách. Jason nhảy trộm lên bảo thuộc hạ đuổi theo ông. Sau khi bị đuổi đến một góc phố, Pennywood phát hiện Jason đã chặn lối đi của mình. Thế là ông nói ra lời tiên đoán một cách chân thành. Jason, anh sẽ không có kết cục tốt đâu. Nếu anh không quấy rối cô ấy nữa thì tôi sẽ tha cho anh. Nghe thấy câu này, Jason cười mỉa. Pennywood cho rằng bị điên. Không bị điên nặng như mẹ mày đâu. Sau một lúc đánh thì những tên nhãi nhép này đều chịu thua. Cuối cùng chỉ còn mỗi Jason. Chú tao sẽ đánh gãy xương mày. Lột ra đánh gãy xương mày. Mày xong đời rồi, xong đời rồi. Rất nhanh Jason bị bạn bè của Pennywood